Chương 1 Thiên tài trọng sinh Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Bên trong phòng bệnh yên tĩnh lạnh lẽo tràn ngập mùi thuốc sát trùng, hai tiểu hộ sĩ đến phiên trực đứng ngoài phòng bệnh, nhàm chán nói chuyện phím, vị thiếu gia nằm trong phòng bệnh kia lớn lên rất xoái a. À. Xoái cái gì mà xoái? Hắn chính là cái loại biến thái, đính hôn đến nơi rồi còn ở bên ngoài đùa dẫn nữ nhân, không may bị người khác bắt được, tuôn ra scandal rất lớn nghe nói hắn chính là bởi vì chơi thuốc quá độ cho nên mới phải vào đây, còn cái nhà có tiền thật biết chơi. Diệp Phàm nằm trên giường bệnh, hai mắt không ngừng chuyển động, không rõ vì sao hắn lại xuyên qua một người khác cùng tên cùng họ, Deramo 2255, Diệp Phàm sinh ra ở Bích Vân Tông của Đại Lục Thương Huyền, gia gia là tông chủ, phụ thân là trưởng lão, ca ca là đệ tử tinh anh, bản thân là đời sau danh xứng với thực của tiên môn thế gia. Lúc Diệp Phàm sinh ra, vừa vặn sau tử vi rơi xuống, trời sinh dị tượng, khắp tông môn chấn động, mọi người đều nghĩ rằng Diệp Phàm sẽ là một kỳ tài tu luyện, đáng tiếc, thời điểm Diệp Phàm 5 tuổi thí nghiệm, lại trắc ra là không có linh căn, ý trời chính là muốn đùa dẫn con người như vậy, hắn tuy không có linh căn, nhưng lại mang cửu sắc thần hồn, người mang cửu sắc thần hồn có ai mà không phải là kỳ tài tu luyện khó gặp ở tu chân giới, luyện đan, luyện khí, vẽ phu, trận pháp, ngự thú, đều có. Thể là thiên tài đáng tiếc, hắn không thể tu chân, không thể tu chân, trăm năm sau lại là một nắm đất, cái gì cũng không có, may mắn hắn sinh ra ở một gia đình rất tốt, phụ mẫu không có bởi vì hắn không thể tu chân mà từ bỏ hắn. Tuy rằng không thể tu chân, nhưng hắn lại có thể tự do ra vào tàn kinh các của tông môn, trong mấy năm nay, Diệp Phạm nghiên cứu thư tịch trong tông môn. Trở thành một vị cao thủ lý luận tu chân, hắn một câu vạch trận bình cảnh của mẫu thân gian Hàm Châu, giúp cho Diệp mẫu trở thành trưởng lão Kim Đan Kỳ hắn một câu đánh vỡ khúc mắt bấy lâu của vị trưởng lão luyện đan trong tông môn, giúp cho xác suất thành công khi luyện đan của vị trưởng lão kia bay lên hai thành, hắn một phen chỉ điểm giúp. Đỡ cho ca ca Diệp Khải Hiền khi tu luyện cửu tiêu kiếm quyết đến đại thành, nhưng hắn không thể tu chân, chung quy vẫn chỉ là người bình thường. Chẳng qua là ra ngoài nhìn vị hôn thê đính hôn từ trong bụng mẫu thân một chút, thuận tiện từ hôn, lại bị cuốn vào tranh đấu của hai tu sĩ trúc cơ, kết quả trâu bò đánh nhau rồi mũi chết không thể tu chân, cho dù hắn có thông minh, có tài hoa hơn nữa thì cũng vẫn là kẻ yếu. Dramo 2255, Diệp Phạm nằm trên giường, chẹp chẹp miệng, hai mắt mở to hưng phấn, bước đầu tiên trong tu chân chính là thu linh khí vào đan điền, một bước dẫn khí này ở kiếp trước hắn từng thử hơn một ngàn lần, trước sau vẫn không thành công, nhưng ở cái nơi thiếu thốn linh khí này, hắn cư nhiên lại có thể làm được Diệp phàm cao mày, thầm nghĩ. Linh khí ở nơi này thật sự là quá thiếu thốn nhưng chỉ cần có thể tu chân hắn đã không đòi hỏi thêm gì hơn diệp phàm lấy quần áo ra thời gian xuyên đến đây năm ngày đủ cho hắn dung hợp hoàn chỉnh ký ức của nguyên thân xuất thân của nguyên thân không thể nói là không hiển hách thương thành có tứ đại gia tộc diệp gia võ gia liêu gia cùng cao gia phụ thân diệp phàm là người diệp gia mẫu thân lại là người võ gia theo lý thuyết cường cường liên hợp thân phận của diệp phàm phải rất cao quý mới đúng nhưng tiểu tử này lại quá xui xẻo mẫu thân diệp Phạm khi sinh ra nguyên thân kiệt sức mà chết võ gia cảm thấy hắn đã khắc chết mẫu thân thái độ đối với hắn không quá tốt phụ thân diệp phàm ở thời điểm diệp phàm chưa đến một tuổi mang về cho hắn một vị đệ đệ nhỏ hơn diệp phàm không bao nhiêu thậm chí có lẽ còn lớn hơn nữa sinh hoạt từ nhỏ của diệp phàm cứ như vậy rơi vào trong tay kế mẫu tuy rằng nhìn từ bên ngoài kế mẫu đối xử với diệp phàm không tồi nhưng sau lưng lại không ngừng âm mưu dương mưu tỉ như nói sự kiện kỳ ba lần này ban đầu diệp phàm là được mời tới một bữa tiệc liên hoan, sau đó lại vào phải phòng có hai nữ nhân bị ngược đãi, vừa vặn bị cảnh sát bắt được, lại tỷ như nói, nguyên thân kỳ thật là bởi vì uống thuốc ngủ mà tử vong, không biết như thế nào lại truyền thành cắn loại dược phong lưu kia. Diệp phàm mở mắt ra, từ trên giường bước xuống, thân thể đã khôi phục không tệ lắm, hắn liền quyết định rời khỏi bệnh viện, đi đến tiệm thuốc nhìn xem, tìm kiếm một ít dược liệu dùng được, diệp phàm lấy ra một tấm thẻ ngân hàng bên trong đại khái có năm mươi mấy vạn, ước chừng là toàn bộ gia sản của nguyên thân, sau khi tai tiếng của nguyên thân tuôn ra đã bị gia tộc trục xuất, Diệp phàm cũng không định có quá nhiều quan hệ với Diệp Gia, lây dính thêm nhân quả. Đương nhiên, nếu Diệp Gia tìm tới cửa nói chuyện, hắn cũng không ngại cấp cho Diệp Gia một chút mặt mũi. Dramo 2255 Nghe trọn bộ tại mê truyện audio.com, link trực tiếp ở phần mô tả.